Cậu ba, tôi bị oan mà cậu ba. Xin cậu ba tra xét cặn kẽ. Anh hai, nào giờ anh vốn là người không thích màng tới việc làng xã mà. Đành rằng việc này không quan dự tới anh, nhưng mà anh thấy bất bình trước cái việc bất nhân do quân đế tỵ này làm ra. Bây giờ mình cứ theo lệ làng mà làm. Hai đứa này đã bị đánh 100 trượng rồi. Em sẽ bàn với hương chức hội tề, đưa tụi nó ra chợ cho bà con bêu rếu rủa xả. Như vậy là nhục nhã cả đời rồi. Cũng do cái thằng ba mà ra. Tự dưng á, làm quân tử làm gì? Không thôi hai thằng đó thân tàn ma dại, không chết cũng què quặt với tao rồi. Tụi nó phải thịt nát xương tan, lưu đài biệt xứ thì tao mới chịu. Cậu à, bộ cậu tính ra tay với tụi nó nữa hả cậu? Tao có một kế, nhưng mà lần này à, e rằng mày phải chịu cực khổ một chút xíu. Dạ không sao đâu cậu. Cậu mày là cái đồ ăn hại, có một chút xíu chuyện mà làm cũng không xong. Mày có biết không, tao nuôi chó còn biết giữ nhà, mày á nuôi mày chỉ thấy bực mình thôi. Mày ơi, cậu ơi, cho con, con biết lỗi rồi cậu ơi. Nhìn cái gì hả? Báo cậu.